Chào mừng các con đã đến với tiết học tiếng Việt ngày hôm nay. Trong tiết học này, chúng ta sẽ tiếp tục chủ điểm thiên nhiên muôn màu qua bài 2, Ong xây tổ. Để khởi động cho tiết học ngày hôm nay, cô có một yêu cầu nhỏ như sau. Em hãy nói với bạn về nơi ở của các loài vật theo gợi ý sau nhé. À, các con giỏi lắm, chúng ta có thể nhìn thấy chim xây tổ để sống trên cây, cá bơi lội dưới nước, ong thì sống theo đàn và xây tổ trên cây. Vậy để biết ong xây tổ như thế nào, cô cùng các con sẽ tìm hiểu qua bài đọc Ong xây tổ nhé. Bây giờ cô cùng các con sẽ luyện đọc thành tiếng để mình đọc tốt hơn nhé. Trong lúc cô đọc, các con nhớ chú ý lắng nghe và tìm những từ ngữ khó có trong bài. Bây giờ, cô sẽ đọc mẫu một lần. Các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ong xây tổ. Khi bắt đầu xây tổ, ong bám nhau thành chuỗi, rồi từng chú ong thợ trẻ lần lượt rời khỏi hàng, lấy giọt sáp dưới bụng trộn với nước bọt, tạo thành một chất đặc biệt để xây tổ. Hết sáp, chú tự rút lui về phía sau, chú khác tiến lên xây tiếp. Còn những bác ong thợ già, những anh ong non thì dùng sức nóng của mình sưởi ấm cho những giọt sáp đã nhào nước bọt của ong thợ trẻ. Chất sáp lúc đầu dính như hồ, sau khô đi thành một chất xốp, bền và khó thấm nước. Chỉ vài ba tháng sau, tổ ong đã xây xong, đó là một tòa nhà đặc biệt. Ngăn nắp, trật tự, có hàng nghìn căn phòng giống hệt nhau, theo tập đọc lớp 3 năm 1983. Bài đọc này được chia làm hai đoạn. Đoạn 1 từ đầu đến khó thấm nước. Đoạn 2 là đoạn còn lại đấy các con ạ. Các con nhớ khi đọc đoạn 1 phải đọc tên bài, đoạn 2 phải đọc tên tác giả nhé. Các con thấy trong bài đọc này có từ ngữ nào là từ khó đọc với mình? Riêng cô thấy trong đoạn 1 có tiếng chuỗi. Cần chú ý phần uôi và thanh ngã. Các con chú ý nghe cô đọc. Chuỗi. Tiếng sáp. Các con chú ý âm đầu là sờ mạnh, cần cong lưỡi khi đọc nhé. Các con chú ý nghe cô đọc. Sáp. Cô có từ xốp. Các con để ý phần ốp. Các con đọc lại theo cô nhé. Xốp. Vậy là bài đọc này có 3 từ khó, chúng ta cùng luyện đọc lại. Chuỗi, sáp, xốp. Chúng ta vừa tìm các từ khó đọc và để nắm nội dung bài tốt hơn thì cô cùng các con sẽ tìm từ khó hiểu. Nào, bây giờ các con hãy đọc thầm bài đọc một lần để tìm các từ khó hiểu nhé. Các con đã xong chưa? Bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các con hình ảnh sáp ong. Sáp là chất mềm, không thấm nước, được một số sâu bọ tạo ra để xây tổ. Chúng ta cùng quan sát hình ảnh sáp ong nào. Hồ là chất dính làm từ bột và nước khuấy chín, dùng để dán, và đây cũng là vật liệu mà các con dùng khi thực hành môn thủ công. Xốp là vật liệu không chắc, nhẹ, có nhiều lỗ hổng bên trong. Ong thợ là những con ong cái mà bộ phận sinh dục bị thoái hóa, không có khả năng thụ tinh. Ong thợ thực hiện tất cả các công việc của đàn ong, bảo vệ tổ, sản sinh sữa ong chúa để nuôi ấu trùng và hút mật luyện thành mật ong. Chúng ta vừa luyện đọc và tìm hiểu các từ khó đọc, khó hiểu. Bây giờ cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các con cách ngắt nghỉ câu khi đọc. Như các con đã biết, thông thường khi đọc chúng ta sẽ ngắt một nhịp ở dấu phẩy, hai nhịp sau dấu chấm. Cô mời các con cùng quan sát câu dài trong bài đọc này và nghe cô đọc mẫu. Rồi từng chú ong thợ trẻ lần lượt rời khỏi hàng, lấy giọt sáp dưới bụng,
trộn với nước bọt, tạo thành một chất đặc biệt để xây tổ. Câu thứ hai. Còn những bác ong thợ già, những anh ong non thì dùng sức nóng của mình sưởi ấm cho những giọt sáp đã nhào nước bọt của ong thợ trẻ. Các con cùng ngắt câu và đọc lại nhé. Các bạn cùng kiểm tra xem mình ngắt đúng chưa? Chúng ta vừa luyện đọc các câu dài và tìm hiểu từ. Bây giờ cô cùng các con sẽ luyện đọc lại các đoạn của bài. Các con có thể đọc lại cho bố mẹ, ông bà nghe, nhớ đọc đúng, đọc to, rõ và ngắt nghỉ đúng chỗ nhé. Các con có thể nhờ người lớn nghe và chỉnh sửa cho mình những lỗi còn sai để đọc tốt hơn. Cô mời các con cùng luyện đọc đoạn nào. Các con đã đọc xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu sang hoạt động luyện đọc hiểu nhé. Đây là nội dung các câu hỏi chúng ta cần tìm hiểu trong bài đọc. Câu 1. Khi bắt đầu xây tổ, ong làm gì? Câu 2. Ong thợ già, ong thợ trẻ và ong non thực hiện công việc gì để xây tổ? Câu 3. Tổ ong được miêu tả như thế nào? Câu 4. Khi xây tổ, những chú ong có điểm gì đáng khen? Bây giờ chúng ta cùng bước vào câu hỏi số 1. Cô mời các con cùng nhắc lại câu hỏi số 1. Khi bắt đầu xây tổ, ong làm gì? Để trả lời câu hỏi này, cô mời các con đọc thầm lại đoạn 1 nhé. Các con đã tìm ra câu trả lời rồi, phải không nào? Cô có lời khen các con. Các con cùng kiểm tra với cô nhé. Khi bắt đầu xây tổ, ong bám nhau thành chuỗi. Cô mời các con nhắc lại câu trả lời. Tiếp theo, các con hãy đọc thầm lại đoạn 1 và trả lời cho cô câu hỏi số 2. Ong thợ già, ong thợ trẻ và ong non thực hiện công việc gì để xây tổ? À, đúng rồi. Để thực hiện việc xây tổ, ong thợ trẻ lần lượt rời khỏi hàng, lấy giọt sáp dưới bụng, trộn với nước bọt, tạo thành một chất đặc biệt để xây tổ. Hết sáp, chú tự rút lui về phía sau, chú khác tiến lên xây tiếp. Ong thợ già và ong non dùng sức nóng của mình sưởi ấm cho những giọt sáp đã nhào nước bọt của ong thợ trẻ. Bây giờ các con hãy đọc thầm đoạn 2 để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi số 3. Tổ ong được miêu tả như thế nào? Cô tin chắc là các con đã tìm ra câu trả lời rồi. Tổ ong được miêu tả là một tòa nhà đặc biệt, ngăn nắp, trật tự, có hàng ngàn căn phòng giống hệt nhau. Chúng ta cùng bước vào câu hỏi số 4. Ở câu hỏi này, các con hãy lựa chọn xem câu trả lời đúng là gì nhé. À, câu trả lời đúng là đáp án thứ 2. Đoàn kết, kỷ luật, cùng nhau xây tổ. Các con thấy đấy, các chú ong có nhiều điểm rất đáng khen phải không nào? Ong sống theo đàn và làm việc rất có kỷ luật. Chúng đoàn kết và cùng nhau hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Vậy, em học tập được đức tính tốt gì của bầy ong? À, chúng ta cần phải biết yêu quý mọi vẻ đẹp của thiên nhiên, phải biết đoàn kết, gắn bó và giữ gìn kỷ luật nhé. Qua bài đọc ngày hôm nay, mong rằng các em hiểu được nhờ có đoàn kết và làm việc hiệu quả, có kỷ luật nên ong đã xây được tổ vững chắc. Và chúng ta cũng học được đức tính của bầy ong là phải chăm chỉ, đoàn kết đúng không nào? Bây giờ các con hãy cùng cô luyện đọc lại bài này một lần nữa.
Ở nhà các con hãy luyện đọc đoạn và trả lời các câu hỏi để ôn bài. Chúng ta sẽ chuẩn bị nghe viết bài Ong xây tổ. Muốn nghe viết được chính xác, các con cần đọc và chú ý những từ khó có trong bài nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt các bạn nhỏ thân thương. Cô chúc các em luôn học tốt.